Xin chào quý anh chị các bạn đã trở lại với kênh của xe 365. Hôm nay xe 365 cùng với Tuấn sẽ đi cập nhật cái giá lăn bánh của chiếc xe Toyota Avanza mới nhất vào thời điểm tháng 4 này cho quý anh chị được biết. Avanza thì được nhập khẩu ở Indonesia và bán ra với hai phiên bản. Đầu tiên là phiên bản sụt sản với giá là 548 triệu thưa quý anh chị. Còn phiên bản số tự động sẽ là 588 triệu đồng. Những cái trang bị của xe thì Tuấn đã chia sẻ rất nhiều rồi về cái thiết kế hoàn toàn mới của chiếc Avanza này. Đây mọi người có thể nhìn thấy hệ thống đèn LED này có được trang bị rồi, đèn sương mù có, và lăn bánh cái chiếc xe Avanza phiên bản đầu tiên là đi với bản MT số sàn. Lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 638 triệu thưa quý anh chị, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 628 triệu đồng, và còn tại các tỉnh thành phố sẽ là rơi vào khoảng 608 triệu. Còn phiên bản Avanza Premium phiên bản số tự động thì giá niêm yết là 588 triệu thì lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 683 triệu đồng. Còn lăn bánh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 671 triệu đồng thưa quý anh chị. Và tại các tỉnh thành phố sẽ là 652 triệu. Đó là giá lăn bánh của chiếc xe Avanza này. Ngoài ra chưa bao gồm chính sách khuyến mại nào cả. Quý anh chị cần thêm biết thêm thông tin có thể là để lại comment phía dưới hoặc alo vào số hotline Tuấn để dưới góc màn hình ạ. Với kích thước của Avanza thì Tuấn chia sẻ lại ở cái clip này cho quý anh chị, như chiều dài sẽ là 4.395, chiều rộng sẽ là 1.730 và chiều cao sẽ là 1.700mm thưa quý anh chị. Và xe sở hữu chiều dài cơ sở sẽ là 2.750mm, chiều rộng cơ sở sẽ là 1.505mm, và bán kính vòng quay tối thiểu của chiếc xe này sẽ là 4.9m, khá là tốt khi chúng ta sử dụng đi trong phố. Và sử dụng động cơ 1.5 với cái công suất mã lực là 105 mã lực này, và mô men xoắn tối đa là 140 Nm thưa quý anh chị. Và sử dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 mới hoàn toàn rồi. Hiện tại ở đây quý anh chị có thể nhìn thấy cái mức tiêu hao nhiên liệu 6,7 đường kết hợp này. Đường trong đô thị sẽ là 8,91 lít. Còn đường ngoài đô thị sẽ là 5,45 lít thưa quý anh chị. Mâm xe ở đây như quý anh chị có thể biết ở đây Tuấn chia sẻ thêm về cái kích cỡ lốp. Nhìn lốp béo này đi khá là êm ái, đun lốp, sử dụng đun lốp ạ. Kích cỡ là 195/60R15. Phanh đĩa thông gió nhá. Gương, phần gương thì có xi nhan thép trên gương này, chỉnh điện đây, chỉnh điện gập điện và có auto rồi, khá là hay. Chúng ta khóa cửa sẽ gương sẽ tự động cụp vào, còn mở tương ứng là sẽ tự động mở ra, rất là hợp lý ạ. Rồi tôi sẽ vào nội thất đi. Nội thất ở đây thì trên vô lăng cũng đã được tích hợp những cái nút như tăng giảm âm lượng, điện thoại rảnh tay, điều chỉnh các thông tin. Và chúng ta cũng có nút chip ở đây rồi, điều chỉnh. Ghế thì hiện tại tôi thấy được trang bị ghế một màu nâu đen, ghế nỉ. Chiếc xe này cũng đã được tích hợp như để nổ engine start top này. Đây, để nổ lên. Đó. Cái điều đặc biệt là trên phiên bản số sàn thôi nhá, Tuấn đang ngồi ở đây cũng đã được trang bị ví dụ như là màn hình giải trí cho quý anh chị này, kết hợp Android kết hợp được Bluetooth nghe nhạc vân vân, 4 loa, khá là tiện dụng khi quý anh chị sử dụng đi gia đình hoặc là đi với cái công việc nhu cầu của mình. Ở đây chúng ta đã cái phía màn hình menu, màn hình đa thông tin cũng đã được tích hợp có thể là hiển thị một vài cái thông tin cài đặt, chip, đồng hồ vân vân, hay hiển thị cảnh báo. Đó. Về cái phần khu bên trong xe nội thất thì gần như màu đen hoàn toàn nhé thưa quý anh chị. Ở đây chúng ta sẽ có cảnh báo ví dụ như là thắt dây an toàn hay chưa này, hay điều chỉnh có màn hình kỹ thuật số về điều chỉnh cái hệ thống điều hòa. Đó, gương bên trong xe đấy ạ, vẫn gập tay. Cốp phụ
cô phụ cũng khá là thoải mái. Khi Tuấn ngồi trong này, Tuấn cảm nhận là một cái điều mà chiếc xe này khá là chắc chắn và khỏe. Vì trong xe đây mọi người có thể nhé, nó toàn là nhựa hết thôi, và nhựa của Toyota thì rất là bền rồi. Ngoài ra được trang bị các tính năng như VSC, cân bằng điện tử hay là phanh ABS vân vân, được trang bị khá là đầy đủ trên chiếc xe Avanza rồi rồi. Đây, các khu để cốc hay hốc đồ khá là nhiều ạ. Để đâu? Chai nước, vân vân. Đây, khu này chúng ta sẽ có những cái ổ cắm sạc 2.1 này. Ampere để đồ. Cần số đây. Chỗ khu tựa tì tạnh cũng sẽ có ổ cắm sạc 12V 120W. Đây sẽ là hộp dưới cái tựa tì tay. Đây, quý anh chị có thể xem lại một lần nữa cái nội thất của xe ở phần ghế lái. Tiếp theo Tuấn sẽ đến với hàng ghế thứ hai cho quý anh chị. Tiếp theo thì em Tuấn xin khám phá hàng ghế thứ hai nhé. Một cái điều thực tế tôi thấy là khá là rộng. Hàng ghế thứ hai có thể trượt được là lên xuống, giúp cho khi quý anh chị sử dụng hàng ghế thứ ba có không gian rộng thoải mái hơn. Đây, toàn bộ là nhựa hết nhé, màu đen, nên là cũng khá là dễ dàng vệ sinh và nhìn nó sạch sẽ hơn. Rồi, tôi sẽ ngồi vào. Ở đằng sau cũng sẽ có những ổ cắm sạc riêng biệt giúp quý anh chị sạc điện thoại tiện dụng hơn với ổ cắm sạc 2.1A này. Ở phía trên này chúng ta đã có cửa gió điều hòa nhé, nên đi về mùa hè khá là an tâm, yên tâm, rất là mát với hệ thống điều hòa của Toyota. Điều chỉnh ví dụ tốc độ gió này. Một cái điều đặc biệt của Avanza mới hoàn toàn này là chúng ta đã có cái chế độ ghế ngả ghế sofa nhé. Chủ quý anh chị rất là tiện dụng, nó sẽ ngả hết dưới lên này, rất dễ dàng thôi. Tôi sử dụng một tay cũng có thể là ngả được cái đó. À, Tuấn thao tác nó rất là thực tế luôn. Nó sẽ có một cái tạo cái không gian hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba rất là rộng thoải mái, thì chú anh chị có thể là nằm ngủ trên những cái quãng đường mà mình dừng lại nghỉ xa. Và kết hợp cũng như vậy thôi, chúng ta có thể sử dụng hàng ghế sofa này khi mà kết hợp hàng ghế thứ nhất và hàng ghế thứ hai. Đó. Avanza thì Tuấn đã ngồi thử rồi. Đối với khi mà quý anh chị ngồi hàng ghế thứ ba, với những ai chiều cao rơi khoảng 1m7 cũng khá là thoải mái, rất là rộng ạ. Còn đây là phía đuôi xe, thì khi quý anh chị mà không muốn sử dụng thì chúng ta có thể gập hàng ghế thứ ba này xuống đó, và tạo thành một cái mặt phẳng giúp quý anh chị có thể để đồ thoải mái hơn khi mà mình không sử dụng hàng ghế thứ ba. Đây, khu vực để đồ khá là rộng, đầy đủ. Đây, những khu để đồ này. Ở đây chúng ta sẽ có kích lốp này, hay các dụng cụ tháo lắp. Và phần đuôi xe thì cũng đã được trang bị như là camera lùi nha thưa quý anh chị. Ở dưới phần logo và cảm biến lùi rồi. Đó là những cái sự trang bị của Toyota Avanza phiên bản số sàn. Và tương ứng với phiên bản số tự động, vì cái sự trang bị của hai phiên bản này cũng khá là giống nhau, nó chỉ khác nhau về cơ chế hoạt động như hộp số sàn và số tự động thôi. À, đó là những thông tin về giá xe lăn bánh mà Tuấn muốn cùng với đội ngũ xe và giao đang muốn chia sẻ cho quý anh chị các bạn ở clip này. Quý anh chị cần bất cứ câu hỏi về thủ tục khuyến mại hay là về chương trình giao xe, màu sắc này, hay thủ tục trả góp thì có thể để lại phần bình luận phía dưới, hoặc alo trực tiếp vào số hotline 0911 419 868. Cuối cùng rất cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ cho xe và giao đã theo dõi clip này. Quý anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng như chia sẻ để biết thêm nhiều thông tin về xe hơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.